Chào bà con, em đang test thử cái máy trồng ngô, máy gieo hạt ngô. Đó, nhìn hơi xa tí. Đây em đi nền xi măng nên em cũng không dám đi nhanh. Ây. Khoảng cách đều nhau nhé các bác nhé. Em đi thẳng luôn ra nền đất. Máy này vừa về hôm qua. Đấy, đi nhanh hơn tí nhỉ. Đó. Rồi. Quay lại cho các bác xem. Đây, một hạt. Ồ, phát này lại ra nắm thế. Đây, đầu bắn về đây. 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 Khoảng cách khá đều. Không phải khá đều, 100% đều như nhau. Kích thước như nhau. Máy này gieo được khá nhiều loại. Tầm 7 đến 8 loại. Các bác thích thả nhiều cũng được nhá, thả 3 4 hạt một hố cũng ok. Đó. Thẳng hàng. Sản phẩm này có duy nhất 2 cái. Em mua về để làm. Đó.